liên tục để lộ dấu hiệu mang thai, nhưng đây là cách phản ứng của Diệu Nhi. Nhiều lần để lộ bụng bầu, thế nhưng Diệu Nhi chưa từng lên tiếng về nghi vấn này. Diệu Nhi và anh Tú là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hẹn hò, cả hai đã tổ chức đám cưới để chính thức về chung một nhà. Khác với thời điểm trước, cặp đôi thường xuyên đăng tải loạt ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Đến tối ngày 5 tháng 4, trong một buổi lễ khai máy phim, Diệu Nhi tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi lộ diện với vẻ ngoài có phần tròn trĩnh hơn. Không những thế, nữ diễn viên còn liên tục che chắn vòng hai và để lộ những cử chỉ ngại ngùng. Nhiều người cho rằng cô đang mang thai lần hai sau 6 tháng kết hôn. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, bà xã anh Tú chưa từng lên tiếng về tin đồn mà chỉ tập trung vào việc hoạt động nghệ thuật. Thế nên, thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Đây không phải là lần đầu tiên Diệu Nhi vướng nghi vấn mang thai. Trước đó vào tháng 8 năm 2021, Diệu Nhi và anh Tú cũng được tréo gọi khi bị tim qua đường, tóm gọn xuất hiện đang phòng khám thai. Lúc này bụng của nữ diễn viên rộ lên thấy rõ. Ngay sau đó, bà xã anh Tú bị soi ra loạt khoảnh khắc để lộ bụng bầu vượt mặt hay diện trang phục rộng thùng thình để khéo léo chưa chắn vòng hai. Hình ảnh được cho là anh Tú và Diệu Nhi tại phòng khám thai. Cả hai giữ khoảng cách nhất định, lúc này Diệu Nhi đã để lộ bụng bầu vượt mặt. Dân tình nhanh chóng soi ra loạt dấu hiệu đang mang thai của Diệu Nhi. Sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào.